Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Bây giờ là 9 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2022. Mình đang có mặt tại cái con đường Trần Quốc Toàn bên cạnh bờ hồ Xuân Hương ở thành phố Đà Lạt đó quý vị ha. Nơi đây đang diễn ra giải đua xe đạp để chào mừng ngày quốc tế phụ nữ. Đây là giải đua xe đạp nữ đó quý vị. Nhân ngày 8 tháng 3 thì mình xin kính chúc toàn thể chị em phụ nữ, các cô, các chị, các bà được mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc, thành công ở trong cuộc sống. Hầu như là năm nào cũng có những cái giải đua xe đạp lớn ở thành phố Đà Lạt đó quý vị ha, để chào mừng những cái ngày lễ lớn như là 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 rồi những cái lễ lớn khác nữa. Và công an đã đặt cái rào chắn lại ở mé bên kia thì không cho các phương tiện đi vào. Các phương tiện phải di chuyển ở mé bên này thôi. Hơi nắng á. Một vòng bờ hồ Xuân Hương này thì có chiều dài hơn 5 cây số và đoàn đua này phải đạp 10 vòng mới hoàn thành chặng đua. Một vòng bờ hồ Xuân Hương này thì các tay đua phải mất thời gian tầm khoảng 6-7 phút và 10 vòng như vậy thì phải mất 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành xong những cái chặng đua như thế này đấy quý vị ha. Quanh bờ hồ Xuân Hương này thì bà con đang đứng xem và cổ vũ đoàn đua cũng khá là đông. Có 5 cô gái phải nói rất là mạnh mẽ và dũng mãnh đang dẫn đầu đoàn đua. Tốc độ khá là cao luôn quý vị ha. Đôi xe đạp quanh bờ hồ Xuân Hương này vừa đạp xe vừa đua vừa ngắm cảnh thì quá tuyệt vời luôn quý vị ha. Nhưng mà người ta lo đua chứ không có ngắm cảnh đâu. Và cái khí hậu mát mẻ như thế này thì các tay đua cũng không có mất sức nhiều. Tại vì ít khi mà mất nước đó quý vị. Còn những cái vùng mà ví dụ phải nói nắng nóng thì phải nói mất nước rất là nhiều và các tay đua rất là đuối sức. Còn riêng Đà Lạt đạp 10 vòng thì bình thường. Nói thì nói vậy thôi chứ sức của mình mà đạp hai vòng hồ Xuân Hương này thì phải nói mệt bở cả hơi tai luôn quý vị ha. Cố lên các chị em ơi, còn chắc 6-7 vòng nữa. Cho dù hôm nay các chị em ai về nhất, về nhì hay là về chót đi nữa thì cũng đều là nhà vô địch hết trơn á.
Trước khi mà có cái giải xe đạp này diễn ra thì những cái vận động viên này họ phải lên Đà Lạt để tập huấn trước một tuần để làm quen với địa hình đường xá cũng như là khí hậu. Đặc biệt là cái khí hậu Đà Lạt này á thì tuy là nó mát mẻ nhưng mà không khí nó rất là loãng, nó loãng hơn so với đồng bằng. Tại vì cái độ cao của thành phố Đà Lạt so với mực nước biển phải là 1.000m, thì nếu như mà ai không quen nó cũng dễ bị mệt đó quý vị. Chính vì vậy mà những vận động viên này phải lên trước để làm quen. Các vận động viên phải nói là bám đuổi nhau rất là quyết liệt luôn. Nếu như mà ai chậm 1-2 giây thôi thì có thể bị bỏ lại phía sau. Hôm nay khí hậu của thành phố Đà Lạt phải nói rất là đẹp và rất là lý tưởng cho đoàn đua luôn quý vị. Trời nắng trong xanh và gió khá nhẹ nhàng này. Ở con đường Trần Quốc Toản thì nó bao bọc quanh bờ hồ Xuân Hương này và được người ta làm lại rất là mới rồi. Mặt đường rất là đẹp. Và đua trên cái con đường đẹp như thế này và nói xe chạy bon bon luôn quý vị. Tốc độ khá là cao, tầm khoảng 40 km/h đấy. Trước khi đoàn đua lên đua cái chặng đua cuối cùng quanh bờ hồ Xuân Hương này ở thành phố Đà Lạt thì đoàn đua này phải đạp từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bình Dương hoặc là các tỉnh thành miền Trung đó, đạp lên mấy con đèo luôn quý vị, và họ trải qua nhiều cái chặng đua phải nói rất là gian nan và đường rất là dài để lên tới đây. Và đây là cái chặng đua cuối cùng trong cái hành trình đua từ miền Nam lên Đà Lạt và có thể từ Đà Lạt đi ra tới ngoài Bắc luôn á. Còn khoảng 3 vòng nữa là đoàn đua này sẽ hoàn thành 10 vòng đua ở quanh bờ hồ Xuân Hương và người ta sẽ bế mạc trao giải ở ngay quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt đó quý vị ha.